Xin chào quý vị và các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh về một siêu anh hùng mà mọi người hay xem ở trên phim hình thôi nha. Anh hùng đang tạo màu dáng nên là đang bay lên trời để đi cứu người gặp nạn ấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô bức tranh này. Thì bức tranh này mình sẽ tô phần những phần màu trắng này mình sẽ tô là màu đen nha. Ở bức tranh này mình sẽ chỉ sử dụng 2 gam màu để tô thôi nha. Một là màu đen. Màu thứ hai mình sử dụng là màu đỏ. Về phần hai con mắt thì mình sẽ để nguyên nha, mình sẽ không tô màu gì nữa để cho nó sáng ở chỗ đấy. Đó, vậy là mình đã hoàn thiện xong bức tranh rơi mù của chúng ta ngày hôm nay này, chỉ bằng với 2 gam màu mà mình đã hoàn thành, có thể hoàn thành ra một chú siêu anh hùng rất là đặc biệt rồi đấy. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau của mình nha. Lần sau mình sẽ mang đến cho mọi người những video hay hơn và những bức tranh thú vị hơn nha. Hẹn gặp, hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình, ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình.